Xin được kính chào các cô chú và các anh chị. Cái việc mà chúng ta mua sản phẩm TV được một thời gian mà nó đã bị xảy ra lỗi là cái điều mà chúng ta không muốn một tí nào. Và tất nhiên là em cũng đồng quan điểm với một số các anh chị, đó là cái linh kiện và cái TV hiện tại thì đúng là nó có cái chất lượng, tuổi thọ thì không thể bằng như ngày xưa nữa. Mặc dù là các công nghệ nó nâng cao hơn rất là nhiều, chất lượng hình ảnh tốt hơn rất nhiều, nhưng mà cái tuổi thọ thì nó lại giảm đi. Cái việc tuổi thọ giảm đi này thì em nghĩ rằng là nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Trong đó có yếu tố đầu tiên đó là liên quan đến cái đầu sản xuất mà các đơn vị này họ đặt những cái linh kiện. Và trong cái tư duy chiến lược thì có lẽ rằng là cái mục tiêu sản xuất một chiếc TV siêu bền nó không nằm trong kế hoạch phát triển của các hãng, mà họ cũng chỉ là sản xuất làm sao cho nó có một cái vòng đời sản phẩm nó phù hợp với lại nhu cầu của người dân thôi. Thì em nghĩ rằng là cũng không hãng nào họ muốn là sản xuất 1-2 năm nó hỏng ngay. Mà thông thường thì các hãng họ cũng hay để một cái mức tuổi thọ trung bình nó cũng phải rơi khoảng từ 7 đến 10 năm. Đấy là cái mức mà chung. Nhưng mà tất nhiên là thường thì những năm trở lại đây thì các sản phẩm mà bị lỗi ở trong vòng vài tháng hoặc là thậm chí là hết bảo hành lỗi là rất là nhiều. Nhưng không phải là cái lỗi nào nó cũng giống cái lỗi nào. Có rất nhiều những sản phẩm TV mà khi mà lỗi thì em thấy bỏ đi nó rất là phí, mà em đã chia sẻ trong video trước rồi. Và hôm nay thì em cũng vẫn tiếp tục mang cái chủ đề đó thôi, nhưng mà em sẽ trình bày một cái lỗi mà nặng nhất mà đối với TV sợ nhất. Thế còn trong cả một cái bảng mạch như thế này, trong cả tất cả cái linh kiện của TV thì nó có nhiều những cái lỗi lắm. Và có những cái lỗi thì thật ra em thấy nó rất là được bình thường, nếu như mà chúng có thay thế thì nó không đáng kể. Nhưng mà nhiều người khi mà cứ thấy màn hình không lên là đã bỏ TV đi rồi. Hoặc là thậm chí là cứ gọi thợ đến thay màn hình này kia thì nó cũng không nhất thiết. Trong cái bảng mạch đúng như bây giờ chúng ta thấy rằng là nó nhỏ hơn rất nhiều. Như cái model này là một model của Sony mà tiện thể em cũng chỉ luôn cho mọi người thấy đây là một model của LED trực tiếp direct nhé. Chúng ta thấy rằng là những cái LED ở phía sau, ngay phía sau luôn. Chúng ta nhìn qua những khe hở này thì vẫn thấy có những LED này. Thì đây là một model LED trực tiếp. Thì cơ bản nếu như model này ấy, mà chẳng may có bị xảy ra mà hỏng LED chẳng hạn, ví dụ chúng ta thấy màn hình nó tối hẳn, hoặc là chỗ tối chỗ sáng, hoặc là màu không đồng đều chẳng hạn, thì cái việc mà nếu chẳng may mà nó có chết LED thì không lo lắm. Tại vì một cái LED direct như thế này thì nó rất là rẻ thôi. Cứ cho là thợ thì nhập khoảng vài trăm, mà chúng ta thay thì cái màn hình khoảng tầm 50-55 thì nó chỉ tầm khoảng hơn triệu thôi. Nó cũng không phải là quá cao. Và cái việc thay LED này thì gần như là thợ nào, các bác thợ thì đều có khả năng thay được hết. Không nhất thiết là phải đến những cái trung tâm quá lớn, vì cái những cái cụm LED sẵn như thế này. Còn tất nhiên khi mà đã thay thì cái LED nó sẽ khó mà có thể được như ban đầu. Nhưng mà dù sao thì vẫn dùng được. Và nếu như biết dùng thì chúng ta vẫn dùng được vài năm là chuyện bình thường, có thể dùng được tầm vài năm. Thế còn các liên quan khác, ví dụ như là những cái bo hoặc là những cái cụm mà nguồn này kia, thì em nghĩ là nó cũng rất bình thường. Cái mà chúng ta sẽ sợ nhất đó chính là liên quan đến cái thanh này. Đó là cái thanh cáp mà ra màn hình. Cái lỗi sợ nhất là cái lỗi kẻ màn hình. Thì trong cái sợi cáp này thì nó sẽ có hàng nghìn những cái mạch nhỏ hơn cả sợi tóc, nó chia vào trong màn hình. Và nếu như cứ mỗi một cái sợi nhỏ trong này mà nó đứt thì nó sẽ tương đương với lại một cái kẻ ở trên màn. Và cái việc mà nếu chẳng may mà nó có kẻ nhá, mà chẳng may khi mà người ta dùng máy, người ta test xem, nếu như chẳng may là nó chết ở trên cáp này ấy, thì thay cáp thì dễ, hoặc là có thể ép lại cáp được. Nhưng nếu như mà nó chết hẳn vào trong cái mạch của trong màn cơ, tức là từ cái cáp này nó đi hẳn vào màn, thì khó cực kỳ. Mặc dù người ta vẫn có khả năng khắc phục lại được cái lỗi đó, vẫn có thể là người ta vẫn nối lại được những cái mạch đó, nhưng mà nó yêu cầu về những cái máy móc đầu tư nó cực kỳ tỉ mỉ. Thậm chí là những cái máy đó phải từ 80 hàng trăm triệu một cái máy, nó phải phóng to lên rất nhiều lần. Sau đó là nói chung là làm nó rất là chi tiết, nên là thông thường thì không ai muốn đầu tư cả một cái lượng tiền đó để chỉ khắc phục một cái lỗi nhỏ vậy. Mặc dù là nếu như mà có thì chăng nữa thì em nghĩ rằng là nó cũng rất là lâu. Nên là thông thường khi mà đã xảy ra cái lỗi ở liên quan đến bên trong
mà từ cái cáp này ra này mà nó vào hẳn bên trong màn ấy, thì thông thường là chỉ có thay màn thôi, chứ còn không ai có thời gian để mà đi nối lại được. Đấy là cái mà sợ nhất. Và chính vì cái sợ nhất này mà em cũng muốn chia sẻ luôn trong video này, đó là riêng cái cáp này và cái mạch bên trong này thì nó sợ nhất hai thứ, đó là điện và nước. Điện là gì? Vì cái mạch nó rất là mỏng manh nên là nó rất là sợ cái sốc điện. Điện chỉ cần bị sốc chênh lệch cái dòng điện, nó chỉ còn khoảng tầm mà nó sợ nhất là như này, nó sợ nhất là bị đột ngột. Ví dụ như chẳng may mà chúng ta đang dùng tivi mà nó rút dây rắc ra phịch một cái, thì rút nhiều lần như vậy thì nó cũng rất ảnh hưởng, và nó sợ nhất là cái đó. Và cái thứ hai nữa là sợ nhất là những cái sụt điện đột ngột mà nó kéo công suất. Như em cũng chia sẻ đó là chúng ta cắm tivi cùng với lại một số các thiết bị nặng điện khác, ví dụ như là những cái chiếc tủ lạnh đầy cũ này, hoặc là những chiếc điều hòa đầy cũ cùng dòng, mỗi một lần nó đóng lốc thì nó kéo điện và chúng ta nhìn thấy cái bóng điện chúng ta tụt xuống kinh khủng ấy. Thì tivi họ cũng, đối với những mạch bây giờ thì nó cũng sợ nhất điều đấy. Nên là thông thường em vẫn khuyên mọi người không nên cắm chung những thiết bị đấy. Tốt nhất là chúng ta đi một đường dây riêng là tốt nhất. Ngoài ra là liên quan đến nước. Nước thì sao? Nước thì những cái chân thông thường mà khi mà kiểm tra những cái chiếc tivi mà hỏng màn ấy, thì em cũng ngồi cùng với các anh kỹ thuật rất là nhiều và xem kỹ, thì thông thường là nó hay bị mủn cái chân lắm. Những cái chân ở cái đầu cái cáp này, nếu như nó mủn ở trên cáp thì em vừa nói rồi, thì còn ép lại được. Chứ nếu nó mủn vào bên trong, mà mủn bên trong màn hình rất là nhiều luôn, thì thông thường mủn ở bên trong này thì chịu, mà mủn thì chỉ có thay màn thôi. Và hay bị cái đó. Và cái nước đó thì nó từ đâu thì em đã nói trong một cái video trước đây rồi. Nước đó nó đến từ nhiều thứ lắm mà chúng ta không tưởng tượng được. Quá trình chúng ta lau chùi vệ sinh mà không đúng cách, quá trình hơi ẩm trong không khí, rồi nhiều đủ các yếu tố nó tác động vào nữa. Chưa kể là ngoài cái đó ra còn các nhiệt độ này kia. Cơ bản là nếu như không khí thông thường thôi mà chúng ta để một chiếc tivi ở cái chỗ nó không kín mà chúng ta để thì nó sẽ có cái lượng nước nó đọng vào trong đó là chuyện bình thường. Ngay cả những cái thời tiết mà ví dụ chúng ta thấy, ví dụ như là có rất nhiều hôm mà để ý là chúng ta, nếu nhà ai dùng cửa kính ấy, chúng ta sẽ thấy rằng là ví dụ như nhìn thời tiết nó rất bình thường nhưng mà trên cửa kính nó vẫn có những cái lớp nước, lớp mờ bình thường. Ngoài miền Bắc là hay bị nhiều nhất, còn miền Nam thì sẽ một số những tỉnh ven biển thì cũng bị tác động bởi cái không khí, những cái muối biển thì cũng cực kỳ là hại đối với đồ điện tử. Đấy là hai yếu tố mà em nói là nó nhạy cảm nhất và nó ảnh hưởng trực tiếp lên một cái linh kiện mà quan trọng nhất của TV, và nếu có thay là thay đắt nhất, đó chính là những cái cáp màn và đó là những cái mạch vào trong màn. Thì nếu như mà chúng ta khắc phục được cái vấn đề về nguồn điện và vấn đề về nước, nguồn điện thì chúng ta sẽ là nên là sử dụng lý hoa và không cắm chung cùng với lại các thiết bị mà có khả năng hút điện lớn. Và thứ hai nữa là trong quá trình dùng đó thì chúng ta khi mà không dùng nữa, tắt nguồn trên nút điều khiển rồi, thì nếu như chúng ta đi đâu lâu thì tốt nhất là chúng ta rút hẳn ra, rút hẳn phích ra để cho nó, những cái mạch này nó sẽ được nghỉ ngơi. Tại vì khi mà chúng ta chưa rút thì thực ra là nó vẫn có một cái lượng điện lưu ở trong những cái thiết bị này. Và nguồn nước thì em nói rồi đó, chúng ta sẽ nên hạn chế làm sao mà thứ nhất là vệ sinh tivi ở đúng cách, và thứ hai nữa là những chiếc tivi làm sao mà chúng ta càng để nó thông thoáng. Và một số những cái cách mà hạn chế cái nước nó vào cái khe dưới cùng của tivi, vì em cũng đã chia sẻ trong một video khác rồi, đó là gần như tất cả những cái mạch mà vừa nãy mọi người cũng thấy đây trên màn hình này, là cái mạch thanh mà đi vào màn hình ấy, là nó để phía dưới, nên là thông thường thì nước nó hay bị chảy xuống dưới và nó hay vào chỗ này lắm, là hay chết. Thế còn nếu như không xảy ra cái này thì em cũng xin không dám khẳng định 100%, nhưng mà nếu như chúng ta hạn chế hai yếu tố này thì gần như cái tỷ lệ lỗi màn nó sẽ ít đi rất là nhiều. Và nếu như nó có lỗi những cái lỗi khác thì em nghĩ rằng nó không đáng kể. Một cái nguồn mà có lỗi thì thay cũng không mất bao nhiêu, một số những cái led mà lỗi thì cũng không nhiều lắm. Tóm lại là thay đắt nhất trong cái tivi là thay cái màn hình, và nếu chúng ta hạn chế được thì chúng ta cũng tiết kiệm được một khoản chi phí tương đối. Thì đây là cái video mà em chia sẻ thêm
để mang đến cho mọi người, làm sao chúng ta cảm thấy an tâm hơn khi để lựa chọn thôi. Thế còn tất nhiên rằng là không có cái gì chắc chắn được cả. Cái thứ chắc chắn nhất trên đời này là không gì chắc chắn cả. Và ai cũng mong muốn rằng hãng sẽ có thêm những cái làm sao để nó hạn chế về những cái vấn đề mà tuổi thọ này. Còn em nói thật là không hãng nào họ muốn hỏng ngay đâu. Tại vì bản thân ngay như Sony á, là từ những năm 2017 họ đã làm ra những cái thiết bị có 4 cái bảo vệ, bao gồm có bảo vệ xúc điện, bảo vệ ẩm mốc, bảo vệ bụi. Đó, rồi một số những cái bảo vệ, tức là bộ tứ bảo vệ đó, họ đã nghĩ đến việc đó rồi, nhưng mà rất tiếc là cái bộ tứ bảo vệ đấy nó lại không phát huy tác dụng trên cái thiết bị TV mà đối với thị trường Việt Nam là một đặc thù. Thế còn một số các quốc gia khác thì họ vẫn dùng được, và cái tỷ lệ lỗi của họ cũng có nhưng mà nó không nhiều như Việt Nam. Chứ còn không phải là họ không muốn cái tuổi thọ của họ, không phải là không muốn là cái sản phẩm của họ nó hỏng nhanh như vậy đâu. Họ cũng muốn là nó được lâu đấy chứ, nhưng mà vấn đề là nó gặp những cái vấn đề mà bỏ tay như vậy. Thế còn tất nhiên là trong quá trình sử dụng thì chúng ta thấy rằng có nhiều người họ vẫn dùng đến 7-8 năm nay đâu có hỏng đâu. Đấy, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là nó vẫn có những yếu tố mà chúng ta sẽ cố gắng khắc phục được cái nào thì hai cái đó. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi và hy vọng rằng mọi người tiếp tục ủng hộ và em sẽ mang đến nhiều những cái nội dung nó thiết thực hơn cho mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.